Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, mình kho hến á, các bạn, để ăn cơm nha. Hến mình kho hành á các bạn, bây giờ mình mời các bạn cùng làm với mình nha. À, các bạn ơi, bây giờ á, mình sẽ khử dầu nha các bạn. Khử dầu cho thơm. Chút nữa cái mình mới để hến nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, hến của mình nè các bạn. Đó, các bạn nhìn ngon chưa? Hến này ngon lắm luôn á các bạn, ngọt lắm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hến vô nha các bạn. Chảo hến luôn, rất là ngon. Mình lại nước mắm vô nè các bạn. Cái này mình kho hơi lạc lạc thôi các bạn, cho nên mình không có để nước mắm nhiều nha các bạn. Còn cái này là nước màu nè. Miếng nước màu vô. Mình sẽ bỏ bột niêm vô nha các bạn. Còn cái này miếng đường, để miếng đường vô. Xong rồi cái mình xào cho nó đều lên nha các bạn. Xào cho đều lên xong rồi giờ mình đi lấy nước mình chế vô nha các bạn. Rồi mình chế nước vô. À, chế cho ngập vậy đi các bạn ơi. Rồi mình kho cho nó thấm. Các bạn ơi, bây giờ hến của mình á, nó chín rồi nè các bạn. Đó, ngon chưa? Giờ mình sẽ để hành vô nha các bạn. Hến này là mình kho hành đó các bạn. À, hành với ớt nha. Mình rất thích món hến kho hành các bạn ơi. Rồi nhắc xuống ăn thôi các bạn ơi. Bây giờ mình đã nấu xong cái món hến kho này các bạn. Mình hến này mình kho với hành nè các bạn, rất là ngon nha. À, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đó, mình ăn với lại mắm tép nè các bạn. Mắm tép này là của bà bác mình tặng cho mình đó các bạn. À, mình ăn mắm tép này với đu đủ nữa nè các bạn. Mắm tép trộn đu đủ nè, rất là ngon nha các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Mắm tép trộn đu đủ rất là ngon các bạn ơi, vừa ăn lắm các bạn. Hơi cay cay ăn miếng mà đu đủ rất là giòn các bạn. Còn mắm tép thì ngon lắm, vừa ăn lắm luôn đó các bạn. Ngon quá. Mình ăn kèm với lại xài. Xài thì mình ăn chung với lại cái này nè các bạn. Hến.
ngon quá. Mình mời các bạn cùng ăn hến nha. Hến miền Tây nè các bạn ơi, nó rất là ngọt và béo nha các bạn. Hến này ở miền Tây con mình đem về luôn các bạn, ở Vĩnh Long á, ngon lắm các bạn. Hến này mình kẹp với lại xài á các bạn, ăn rất là ngon luôn. Một chén hến vậy đó chứ nhiều lắm các bạn. Hến này ở miền Tây các bạn làm được nhiều món lắm đó các bạn. Đó bánh xèo hoặc là mình xào giá hẹ các bạn, ngon lắm. Hoặc là mình nấu canh, nấu canh giá hẹ. Còn mình á thì hồi chuyến trước á thì mình có làm bánh xèo hến nè các bạn. Mấy tập trước là mình đã có làm bánh xèo hến rồi. Chuyến này á thì mình làm hến kho hành. Món hến kho hành này mình kho hơi cay cay các bạn. Rất là ngon. Ăn ngon lắm. Mình chấm với xào sống vô các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn mắm tép với mình nha. Mắm tép ngon quá à. Rất là ngon. Mình ăn miếng hến nha các bạn ơi. Hến này mình kho rất là vừa ăn luôn các bạn, không có mặn quá. Hến mình ăn chung với xài rất là hợp luôn các bạn. Ở Tây Ninh đó các bạn ít có hến, lâu lâu có ai về miền Tây á mới mua đem về được, cho nên á mình ăn gì nó rất là ngon luôn nè. Lâu lâu ăn lại với hến thiệt là ngon các bạn ơi, ăn hết chén cơm luôn. Video chia sẻ buổi ăn cơm với lại hến kho hành đến đây cũng đã dài rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.